Dạ rồi, xin chào cô chú anh chị. Thì bên em hôm nay về được một lô motor không thang của Nidec ha. Thì đây nó có thông số là DC24V 0.8A, thì nó tương đương là 19W. Con này 12 vẫn chạy bình thường ha. Cái này tháo máy photo luôn ha cô chú anh chị, không thang tháo máy photo. Thì thương hiệu Nidec là tập đoàn của Nhật. Nidec là tập đoàn của Nhật ha, thì nó có nhà máy nó khó khắp ở Nhật, ở Trung Quốc, ở Việt Nam. Thì motor này được made in China ha. Cái này là trục 8 nè. Trục motor này là trục 8 nè. Về mua về cô chú đóng cái trục này ra. Đóng trục này ra và thay cái trục quạt này vô nè. Là mình có thể chế được một cái quạt đây. Giá rất là rẻ ha. Em bán lúc trước bán lẻ là 60k một cái. Nhưng mà bây giờ không bán lẻ mà bán combo 3 cái. Đó, 3 cái như vậy là 200k chuyển khoản bao ship. Còn nếu mà không chuyển khoản thì ship code á thì là ship cô chú anh chị chịu, và mình cũng phải cọc 50k thì em mới gửi hàng, em nói rõ nha. Nhiều người cứ nói tu uy tín đưa đồ là em không có gửi đâu, lúc đó đừng có trách em ha. Bây giờ ít nhất là phải cọc 50k thì em mới gửi hàng. Còn 3 cái gì là 200k chuyển khoản bao ship. Thì hàng được bán ra nó sẽ như thế này. Đó, bên em sẽ đấu sẵn dây cộng trừ đó, chỉ cần cấp cộng trừ là chạy, có diode chống ngược cực luôn. Về dây đen là trừ nè, dây đỏ cộng nè. Về lỡ mà có cấp ngược đỏ thành trừ, đen thành cộng thì nó không vô điện thôi. Và em chỉ bán motor zin về cho cô chú anh chị tự thay, thật ra tại vì em không có thời gian để làm nữa. Đầu quạt các thứ rồi con mình em làm không có thời gian để làm trục, cho nên bán như vậy cho cô chú anh chị về chế cháu cho nó rẻ. Chứ nếu mà em lên trục là em bán 100 một cái đó. Còn không thì 3 cái là 200k chuyển khoản bao ship. Em test đây, em dùng cái pin 18 cho nó tiện, giờ ở đây em test pin không à, không có bình ắc quy. Cắm dây trừ vô rồi dây cộng là motor nó chạy nha. Cái này là trục 8 và là sử dụng bạc thao nha. Đó, nó không có bạc đạn nha, là bạc, một cái bạc thao. Motor này sử dụng bạc thao. Bạc thao thì nó rất là bền, nó sẽ có ưu điểm so với cái bạc đạn. Rồi, ba cái 200k chuyển khoản bao ship. Còn nếu mà ship code thì cộng 50k ship, tiền ship cô chú anh chị chịu ha. Về được khoảng 50 cái cô chú anh chị. Đó. Thì cô chú anh chị nào mà không thích chế cháo thì mua đầu quạt làm sẵn bên em là 300k cộng phí ship. Còn cô chú anh chị nào mà thích chế cháo thì mua cái này nè. Nó về tự chế rất là rẻ ha, trục nó là trục 8 sẵn rồi. Đóng một cái là ra thôi, rồi đóng trục làm khoe lại cố gia cố cho nó chắc chắn là ok rồi. Đó. Rồi ok, cảm ơn cô chú anh chị nha.